và mình sẽ cùng đến với phần đi thi. Đầu tiên sẽ là thi khoa học tự nhiên nhá. Tại sao lại không đăng ký nhỉ? Mày vừa khuyên mọi người là đăng ký. Bởi vì nó chắc chắn liệt toán rồi. Kiểu nó chắc chắn là nó kiểu không muốn phí tiền để đi thi. Không muốn phí tiền để đi thi. Mày phí là bao nhiêu? 350 à? Có 300. 300 khoảng... trên sư phạm mày 350 khoảng 300. 300 mày có thể đi ăn được 20 đúng thi rồi. Rồi. Nhưng mà các đi thi khoa học tự nhiên thì mọi người sợ các các bạn, tất cả mọi người đều sợ nhất là toán. Tao cũng sợ toán. Tao đi thi xong xong tao tưởng tao liền, xong rồi tao định bỏ thi chuyên, nhưng mà sau cuối cùng tao vẫn quyết định đi thi chuyên. Câu chuyện thi chuyên của tao đấy là tao vào phòng thi hôm đấy, tao thi xong nhá, thì hóa ra cái chú giám thị đấy lại là bạn của bố mẹ tao, bạn kiểu rất rất thân ý. Đến mức mà hồi xưa anh tao nộp hồ sơ tuyển thẳng thì chú ấy viết thư giới thiệu cho anh tao mà. Thế nhưng mà tao không nhận tao. Tại vì tao chỉ biết tên thôi chứ tao chưa thực sự gặp mặt chú ấy lần nào. Đấy, thế sau rồi đến lúc ta đi về, sau tối hôm đấy chú nhắn tin cho bố mẹ ta bảo là ô hôm nay chú gọi tao là thủy tiên hay là chị ấy đi thi khoa học tự nhiên là chị thi chuyên sinh phải không. Xong sau tao mới giật mình, tao mới nhớ ra giám thị ký bài tao ấy. Thế là thế xong rồi tao mới nhận ra đấy là chú đấy. Sau tao kiểu tao cảm thấy may mắn tại vì chú ấy không coi thi tao hôm thi toán, chú sẽ nhìn thấy tao cắm bút. Thế sao mày không có liệt đâu? Nhưng mà tao kiểu vừa đủ điểm đỗ 4 tròn ấy. Nên là... Nói chung là các em nào em học lên thấy học toán từ bây giờ em vô các em học toán học toán rồi là tốt. Tao biết là tao sẽ không phải thi khoa học, em ta kiểu một cục đá tao ném đi. Thứ đấy tao còn in một quyển đề 20 đề toán học nhân văn mình chưa làm đề nào đúng không? Tao làm một đề rồi. Tao làm hẳn một đề rồi nhá. Tự Uyên thì sao? Kể trải nghiệm gì nhá đi. Trải nghiệm đi. Khoa tự nhiên thì có đăng ký tham gia thi thử thì nào cũng đăng ký nhá. Thì cái điểm toán của nó của các bài thi thử của mình ấy, thường nó sẽ kiểu chắc chới ở mức liệt. Cho nên mình vẫn có một cái hy vọng nào đó. Nhưng mà cái hôm thi toán điều kiện, hôm thi thật thì nói chung là lúc mà làm bài thi xong đã cả có cảm giác mình chưa mình liệt rồi. Kiểu đi xuống phòng thi với cảm giác như là mẹ ơi con thất bại rồi con thấy. Thế xong rồi đến lúc về thì mình có xem lên mạng và mình xem cái gợi ý trả lời ấy. Thì lúc đấy thì mình khá chắc chắn là mình liệt rồi. Đấy, thế xong rồi mình ngồi khóc. Khóc kiểu cả một buổi chiều hôm thi toán về. Thế thì mình cũng định là sẽ không thi chuyên sinh, không thi môn chuyên sinh nữa. Nhưng mà mẹ khuyên là nếu mà đã liệt toán rồi mà không thi sinh mình đã cố gắng cả năm chỉ vì khoa học tự nhiên rồi đúng không? Ta của ta rất yêu ấy, ta không hiểu sao. Đấy, thế là quyết định vẫn đi thi chuyên sinh rồi đến lúc báo điểm cho các thầy cô đỡ nhục nhã ấy. Kiểu nó thẩn thẩn luôn đó, đi thi môn chuyên tại vì thế. Thứ ra là mình có một đứa bạn là nó đi thi tự nhiên chỉ để chứng minh rằng là nó chưa học tự nhiên vì môn toán ấy. Nhưng mà cái năm đấy là thi toán trước thì xong mà đến mới đến thi môn chuyên thì cái hôm thi chuyên ấy nhiều phòng kiểu nửa phòng đó. Thi rồi ấy. Phòng tao hình như là phòng đông đủ nhất thì tao phải có 2/3. Còn chuyên sư phạm thì sao? Chuyên sư phạm thi đâu có mỗi mày thi đúng không? Tao có thi. Tao có một kỷ niệm thi chuyên sư phạm đấy là tao phải ngồi ở trên cái tầng áp mái, nó rất rất nóng. Xong một năm bọn mình thi lại còn không được bật điều hòa. Đúng rồi. Tại vì Covid 19. Thật ra là tại vì chúng mày thi sau ấy chứ thi sở mưa rất mát. Sở thì lại mát. Chuột đồ đi. Sở tao không mang ô xong rồi tập tệ. Sang phần sở xong rồi kể. Đấy, sao? Sở đi thi sở. Đi thi sở thì để đi với cả Khánh nói trước đi. Những người đã thành công thi với tâm trạng của con người đứng trên đỉnh vinh quang. Đi với cả Khánh thử nói trải nghiệm đi thi sở của một người đã tuyển thẳng. Thế là kiểu mình cũng hơi hối hận hồi ôn thi tại vì cô cứ ngồi trước xong mình ngồi chơi kiểu Candy Crush. Kiểu mình chơi cả tuần không chán ấy. Thế các bạn thì xung quanh mình tiến bộ rất nhanh. Nhưng mình tiến bộ siêu nhanh. Và kiểu hầu như các bạn đều được cấp 3 hết kiểu. Ta không, tất cả đều được cấp 3 hết không phải là như. Nhưng mà kiểu các bạn thì điểm các bạn rất cao. Ví dụ như là kiểu bình thường mình học tầm top 1 2 lớp đúng không? Nhưng mà thi xong mình chỉ được xuống top 5 ấy tại vì điểm sở mình không quá cao. Và nó không đặt cái em của mình. Không phải là kiểu kiêu ngạo hay gì nhưng mà rõ ràng là kiểu đi thi khi mày biết mày đã được tuyển thẳng ấy. Cái tâm thế là tao đi thi với không
thế là tao là người thành công rồi. Đúng không? Mấy con kia không bằng được tao. Thế đây là đi thi mày hiểu, tức là kiểu cái tâm thế rất là tự tin ý. Ừ. Đi thi là mặt song song với trời. Không, tao không như thế, vì tao êm a thế là tao không như thế, nhưng mà tao thoải mái, tao làm hết sức ý, cũng hướng giống như kiểu cái tao phải thoải mái học rồi. Đúng rồi, nó thoải mái và nó là chuyên rồi. Nhưng mà tao nhớ nha, mẹ tao đi như kiểu là đi xem trước cái chỗ để thi ấy, tiền trạm. Thì cái trường chuẩn nó gọi là tiền trạm ấy. Đi thi trung học cơ sở Nam Trung Yên, mẹ tao về nhà rất tự tin nói với tao là mẹ xem chỗ cho con rồi. Đáng lẽ là mẹ tao sẽ đưa tao đi, nhưng mà cái hôm sau đấy trời mưa. Thế là nhà tao quyết định là gọi hẳn taxi đi cho nó VIP Pro. Cái ông Grab đấy đưa mẹ con tao đến một chỗ hoàn toàn khác rồi. Thế xong rồi, nhưng mà vấn đề rõ ràng nó là trung học cơ sở Nam Trung Yên ấy, GPS bảo thế và cái chỗ cái biển nó cũng ghi thế ấy. Tao vẫn kiểu vào thi như bình thường, tại bởi vì ở đấy nó cũng là điểm thi mà nó cũng đúng là trung học cơ sở Nam Trung Yên luôn. Thế là vào đấy thi, về nhà mới biết hóa ra mẹ tao xem là tiểu học Nam Trung Yên mọi người ạ. Thế nên là trời mưa đã đưa tao đến đúng chỗ cần phải đến. Ê, nhưng mà chính ra trật tủ như Ly còn đỡ, là đằng này trúng tủ đồng chí điểm luôn. Tao kiểu tao phải không trúng tủ á. Mày phải hiểu là kiểu hồi trước còn tao học ấy, xong rồi cô dựng bọn tao dậy từ 6 giờ sáng để kiểm tra văn, tao ngủ mơ ấy, nhưng mà tao vẫn nhớ đồng chí, về đồng chí nó rất là dễ nhớ ấy. Đấy, xong rồi cô kiểm tra tao, xong cô bảo rằng là à anh mà cũng thuộc văn như trong anh thì có phải cô đỡ việc không, tớ cùng tao đi đi thôi. 7:30. Thực ra là điểm văn tâm quả nát, nhưng mà kiểu có những người bình thường người ta không bằng tao, người ta hơn tao điểm văn ấy, sao tao kiểu không thấy sao lại như thế, tại sao ấy. Thế còn có bạn ở lớp tao kiểu điểm văn ở trên lớp toàn khoảng 7 thôi, xong lại đi thi được tận 8.5. Điểm văn rất là rơi rủi ấy, rất là hỏi chồng mày biết không. Tao trước khi tao đi thi văn là tao phải cái random wheel ấy. Tao quay đến 4 lần. Tao quay đến 4 lần nhưng không vào đồng chí phát nào. Lần cuối cùng quay là bài thơ tiểu đội xe không kính. Lần mà mày gần rồi. Gần rồi. Ê, nhưng mà từ khi mà tao làm YouTube rồi, tao thấy tao nhận được những câu hỏi rất là lạ. Hôm trước có em hỏi tao đoán đề thi vào 10. Đoán đề thi bắt vào 10. Xong hôm trước nữa còn lúc hỏi đoán điểm chuẩn. À, tao nhớ nha. Tao làm xong thì tao sẽ ngồi nhìn các bạn khác. Và tao cảm thấy là việc mà cô toán tao dặn là vẽ hình trước ra nhá, quả là một quyết định đúng đắn. Tại bởi vì là cái bạn ngồi trách tao ấy, bạn ý vẽ hình hết 100 A4 luôn. Cái đường tròn của bạn ý to 100 đấy luôn. Tao kiểu ôi giời ơi. Mà còn vẽ MV nữa. Ê, tao đi thi tao viết rất tốn giấy á, lúc nào tao cũng sẽ kiểu tôi cho có gì thêm rồi nhỏ thật đấy. Vậy có một cái nữa, lúc mà tao đi thi sở đấy là tao ngồi cạnh thằng Tiến. À rồi. Mà tao không thể nào ngờ được, tại vì Tiến với cả tao ngồi cạnh nhau ở trong trường ấy, bọn tao rất là quen nhau. Nhưng mà tao không ngờ là đến cái lúc mà thi kiểu ít nhất là sáu trong cái khu vực Thanh Xuân từ cầu Giấy Đống Đa lên rồi, mà tao với nó số báo danh vẫn ngay sau nhau. Còn thi sử của ta nha, có những đứa không học sử gì ấy mà ấy. Thế là chúng nó bật máy tính lên, chúng nó random. Và chúng nó random mạnh tay luôn. Tức là gì? Bấm một phát là tô. Chúng nó cứ như này này. Có một thằng như này. Bấm, tô. Bấm, tô. Chúng không có đọc đề luôn. Tuần cuối cùng tao mới bắt đầu mở sinh thái ra, tao phân biệt từng loại câu hỏi một. Tao phân biệt tháp sinh thái, tao phân biệt tháp tuổi. Chúng tao đến mức như thế. Ê, kiểu mấy ngày cuối ta cố gắng để học sinh thái, chỉ học đến quần xã quần hệ sinh thái thì bỏ. Đừng như Khánh mà đi tiền thẳng rồi cũng được. Tiền thẳng rồi không thôi mày ơi, thực ra tao nghĩ tao không muốn duyên sinh thái, tại vì thực sự ý là vừa rồi tao bỏ sinh thái xong rồi tao ngủ, tao xin lỗi cô mày. Thế đến lúc nhận kết quả thế nào? Ê, có một cái rất là hay đấy là mặc dù năm ngoái khoa học nhiên thi cuối cùng nhưng mà luôn sẽ có kết quả đầu tiên. Khoa học nhiên chấm chỉ 3 ngày thôi. Tốc độ ấy. Năm nay là trả kết quả vào giữa chiều nhỉ. Nhưng mà năm của mình là 11 rưỡi đêm. Tao thấy là lúc ấy tao vừa tắt điện thoại đi thôi ấy, xong rồi tao nằm như này, chỉ vài phút sau tao tự nhiên tao cảm thấy bụng tao nó nóng lên, thế là xong tao thử xem check được có kết quả chưa, xong có kết quả thật. Thấy chưa, tâm linh đấy. Tâm linh. Tâm linh đấy.
tao thì tao biết chắc chắn là mình trượt rồi nhưng mà tao vẫn tra. Thôi tao tra thôi, tao lại nằm khóc đêm nhá. Đợt đấy là chuyên sư phạm và khoa học nhiên đều là kiểu mưa rào xong rồi ngồi nó bị đổ là ứng ấy mà sấm chớp sấm chớp đi đúng không thế thế xong rồi lúc đấy cũng vừa mới mưa xong rồi tao nghĩ là ô mưa này nhỡ lúc này có điểm nhỉ thế rồi tao lại mở điện thoại lên ý tại vì tao sẽ không thực trang thì đâu tao sẽ check tin nhắn cho Thảo Anh có gửi tao cái gì không thế đâu rồi Thảo Anh gửi điểm của tao thế là xong tao vui vui xong rồi đây câu chuyện sẽ ra mà tao bị đánh xấu xong rồi tao đi ăn với anh chị của tao thôi đây chị kiểu bị nghe phải kiểu lừa tao ý kiểu chồng kiểu chồng nó chưa sinh à kiểu đấy tao tin thật ý tao bị ba chị lừa bố đâu ba ấy ba thế mày phải tự hỏi bản thân ý đúng không tại vì tao đặt nhìn lại sau một năm học bọn mày thấy cái môi trường hiện tại của bọn mày như nào. Tất nhiên tất cả mọi người phải là trong trường này lần này kiểu mình cũng nói trong là lúc chọn trường là trường chọn mình đúng rồi trường chọn mình nó thể duyên nên là tao cũng bảo các em là nhỡ mà mình không đỗ được cái trường ban đầu của em ấy thì cũng đừng quá buồn tại vì có thể nó lại là duyên nó thêm một môi trường tao nghĩ là kiểu ở đâu nó có một mà cái... ở đâu mày cũng sẽ tìm thấy được niềm vui thôi thế kiểu sự thất bại nào nó cũng dẫn đến một cái duyên như kiểu cái đợt tao thi học sinh giỏi quận lớp 9 buổi nói chuyện của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem và chúc các em một nghìn ngày tới thật là đẹp ở cấp 3 nhé. Bye bye.